tính giá của influencer theo số sắp đó. Cái đấy anh thấy nó không được chính xác lắm, không được cụ thể như anh phân tích từ nãy giờ. Là ok nha, anh nói rõ quá là em không kịp hỏi cái gì luôn. Kênh của em đây đúng không? Kênh của em làm về giáo dục giới tính là chủ yếu. giáo dục giới tính và đối tượng là con trai là chủ yếu đúng không? Nam đúng không? Nam độ tuổi chắc cũng khoảng từ 15 cho đến 30 nhỉ. Kênh của em cũng là một cái gọi là anh thấy là khá là vừa khó làm nhưng mà cái cách làm của em cũng khá là mẫu mực để cho các bạn học tập. Sản phẩm mà chúng nó muốn là đúng đối tượng khán giả của em luôn, là dung dịch vệ sinh cho nam à và mỹ phẩm à. Nhưng mà cái shop này em có biết tên của nó không hay sao, Em có. là cái shop nó có lớn không hay là một công ty hay là chỉ một giống như gia đình thôi hay là như nào? Nó là cái dung dịch vệ sinh này, nó là một cái công ty mà sản xuất riêng cái những cái dung dịch vệ sinh cho cả phụ nữ và nam giới. À thế à? Không, ý anh hỏi là bọn nó có lớn hay không ấy, hay là bọn nó cũng mới bắt đầu thôi như nào? Mới bắt đầu thôi anh ạ. Tại vì cái này là nó mới đối với nó mà nó cũng mới đối với em thì em có thể gọi là làm thứ nhất là lấy quan hệ để làm cho biết thì em có thể lấy 500 ngàn 1 triệu gì đấy hoặc thậm chí là em có thể làm miễn phí để em lấy cái quan hệ đấy. Nó làm với em nó thấy bán được hàng rồi ấy, nó sẽ tìm em trở lại, nó bắt buộc nó chỉ có kênh của em thôi, mà kênh của em chắc chắn sẽ bán được hàng cho nó, em hiểu không? Chắc chắn sẽ bán được hàng, bán rất rất nhiều hàng tại vì nó đúng đối tượng khách hàng mà, với lại em có sức ảnh hưởng. Mặc dù em được bao nhiêu sub rồi, kênh của em được bao nhiêu sub rồi? Em chưa được 1.000 sub anh ạ. À vậy là chưa được bật kiếm tiền luôn á hả? Ok. Traffic của em thì khoảng hơn 3.000 trong 48 giờ. 3.000 trong một năm vậy, nhưng mà cái thằng nó, nếu mà anh từ từ góc độ của cái thằng đi bán cái sản phẩm đấy thì anh không quan tâm là cả cái kênh của em như nào, anh chỉ quan tâm cái video của anh được bao nhiêu view thôi. Đặc biệt là sau này nếu em làm với những nhãn hàng lớn hơn các kiểu này, ví dụ như thì trong cái chiến dịch của nó yêu cầu em rất là sát sao cụ thể, có khi mà em làm sai ý của nó video được cả triệu view chẳng hạn nó còn không trả tiền cho em, nó còn tại vì trong hợp đồng nó ràng buộc rất chặt chẽ, em nói sai ví dụ trong câu em phải nói đúng chính xác cái câu slogan của nó chẳng hạn, em nói sai chẳng hạn, mà mình kiểu cũng nghệ sĩ rồi, mình là nhà sáng tạo, nhiều lúc mình cũng nghĩ chả sao đúng không, là mình nhiều lúc cũng ngẫu hứng mình làm cho nó vui vẻ lên cho khán giả của mình thích hoặc làm cho nó hài hước lên, nhưng mà nhãn hàng nó lại mượn cớ vào đấy nó lại không trả em, cho nên nó rất là phức tạp, em hiểu chưa? Cái này, những cái cơ hội này em phải biết là sau này nó đến với em rất là nhiều. Các nước phát triển ấy thì nó còn có cái bảng tính chẳng hạn, theo cái chỉ số của influencer này nọ để nó tính tiền nó ra mức giá, nhưng mà ở Việt Nam thì thứ nhất là nó mới, thứ hai nữa là nó rất là khác nhau ở chỗ như này này, cái sản phẩm đấy có phải là một sản phẩm phù hợp với khán giả của em hay không, ví dụ như cái này cực kỳ phù hợp này, em phải biết là bọn nó rất muốn quảng cáo trên kênh của em, kể cả những kênh lớn hơn view nhiều hơn nhiều, ví dụ như một kênh búp bê chẳng hạn ha, búp bê toàn các em bé gái xem chẳng hạn, vừa là con gái lại vừa là trẻ con chẳng hạn, nó một hàng triệu hàng chục triệu view một tháng lên để bán cũng không thể bằng bán trên kênh của em được, thì mình phải biết cái lợi thế của mình phù hợp với sản phẩm đó hay không để mình báo giá. Em phải nghiên cứu chịu khó cứ đặt câu hỏi cho nó bạn muốn gì, bạn muốn như nào, rồi tìm hiểu nó như nào các kiểu để tìm hiểu cái sản phẩm đấy, hoặc là nếu mà sản phẩm mà không phù hợp gì với khán giả của em nha, mà chúng nó trả nhiều tiền, có những thằng nó thích trả nhiều tiền, nó chỉ cần gọi là có lượt hiển thị thôi thì nó lại khác. Ví dụ như một sản phẩm mà bánh kẹo gì đó chẳng hạn thì con trai cũng được con gái cũng được, miễn sao nó hiển thị được là nó bán được hàng, cái mức độ sẵn sàng trả tiền cho em nó cũng thấp hơn so với thằng này đúng không? Và thứ hai nữa là em cũng phải cân nhắc là đối với khán giả của em ấy, khi mà nó thấy mà em nói ở trong video là video này được tài trợ bởi công ty bánh kẹo Kinh Đô chẳng hạn,
thì nó có tự nhiên là nó có một cái phản cảm ở trong khán giả thôi, cứ có quảng cáo là nó khán giả nó không thích rồi đúng không? Còn nếu mà em tích hợp cái sản phẩm mà nó phù hợp với khán giả đấy thì nó lại thích. Thì mình cân nhắc cái chuyện đấy thì mình có thể báo giá nhích lên một tí, tại vì tôi sẽ mất khán giả, tôi sẽ mất cái sức ảnh hưởng của mình khi tôi giới một giới thiệu tôi giới thiệu một cái sản phẩm mà không phù hợp. Anh nghĩ cái thằng này shop nhỏ nó mới làm thì nó không biết là nó muốn gì phải như nào, thì có thể là em dạy cho nó, em chỉ cho nó là có những hình thức nào. Nhưng mà nếu mà sau này em làm với những công ty, những nhãn hàng lớn thì chúng nó sẽ yêu cầu em rất là khắt khe, cụ thể. Ví dụ như này, ví dụ như nếu mà chỉ có một câu thôi chẳng hạn là video này được tài trợ bởi thì em lấy giá khác. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hiếu BK. Và vừa rồi Zhi Jun Tech đã gửi cho mình một combo Grand 2S Pro cho nên là... Còn nếu mà em tích hợp cả vào review cả sản phẩm trong một video luôn, là gọi là tiếng Anh là gọi là dedicated video chẳng hạn. Từ đầu ra em mở hộp ra xong em dùng thử, em review, em nói là buổi xịt vào buổi sáng thì nói như này, buổi tối như này, từ đầu đến cuối cả một video chỉ nói về cái đó thì đương nhiên giá nó phải khác, do là giá nó phải lên đến hàng chục triệu. Em có thể ước lượng là cái view của em khi em làm cái video này theo cái yêu cầu của nó. Nếu mà video này được tài trợ bởi chẳng hạn thì em ước lượng là em có thể có cái mức độ thoải mái trong cái sáng tạo hơn đúng không? Thì nó được bao nhiêu view? Tại vì em thoải mái sáng tạo hơn, em được làm mọi thứ hơn mà, được 10.000 view chẳng hạn thì nó sẽ như thế. Còn nếu mà nó yêu cầu là khắt khe hơn, nó yêu cầu là em phải review, em phải nói những câu này nó nghe nó giống quảng cáo hơn, nó không giống gọi là nội dung giải trí ấy, thì em ước lượng là khả năng là khán giả nó sẽ không thích lắm, nó chỉ được khoảng 2.000 view thôi, thay vì nó quảng cáo trên, nó nhờ em quảng cáo nó đi mua Google Ads chẳng hạn. Thì em tính đơn giá bình thường nó sẽ khoảng rơi vào khoảng từ 50 đồng cho đến 100 đồng, thậm chí khoảng 200 đồng. Nhưng mình cứ tính, em cứ tính gọi là cho nó bảo thủ một tí, hiểu không, tính cho nó gọi là cho nó chắc cú một tí, từ 50 đồng đến 100 đồng thôi ạ, nhân với số view để lên đúng không, nhân về là mình biết là nếu mà nó không quảng cáo trên kênh của mình thì nó sẽ phải mất từng này tiền để mua Google Ads, để mua Facebook Ads, thì từ đó em làm một cái gọi là một cái mốc để mình báo giá, ý thức được là đấy, nếu mà cái sản phẩm ví dụ chẳng hạn như sản phẩm mà nó là bánh kẹo gì chẳng hạn, vô thưởng vô phạt, không phải vô thưởng vô phạt mà gọi là nó nó không nó tức là nếu mà có xuất hiện trên kênh của em thì nó cũng bán thêm được hàng đúng không, không không nó không lấy em, nó lấy người khác, thì em có thể lấy cái mức giá của Google Ads đấy, mình chỉ nâng cao hơn tí thôi để báo giá thôi, hiểu không? Đấy, còn nếu mà sản phẩm mà nó rất là phù hợp như thế này ấy, thì em có gọi là có lợi thế để có thể báo giá cao hơn. Tất nhiên là trong cái quá trình làm việc với nó em có thể giải thích cho nó tại sao mày lại nên làm việc ở trên kênh của tao nha. Còn nữa, em có họ đi hỏi tất cả mọi người, không có ai có thể nói được chính xác cho em. Còn thông thường ấy, trên cái thị trường Việt Nam bây giờ ấy, bọn marketer agency này nọ, cái thằng này thì chắc là ông tư nhân thôi, nó không phải chuyên nghiệp lắm, nhưng mà bọn agency này nọ ấy thì thường là nó dựa theo cái số sắp ấy. Cái đấy anh thấy nó không được chính xác lắm, không được chính xác, không được cụ thể như anh phân tích từ nãy giờ. Nhưng mà đấy là cái chuyện để em biết ở trên thị trường nó là như thế, 1.000 sắp thì khoảng giá này, 10.000 sắp thì khoảng giá này, kiểu thế. Nó bọn nó không quan tâm là được bao nhiêu view, đúng không? Thiếu view thì bọn nó lại chạy Google Ads trên cái video của em để cho nó đủ view về, nó báo cáo sếp là xong chuyện, đúng không? Đấy là những chuyện mà của thị trường mình biết như thế để mình gọi là mình nhắm để mình báo giá thôi, để cho vừa gọi là không bị hớ mà lại vừa được keo. Thứ hai nữa là em cũng phải cân nhắc cái chuyện là lựa chọn sản phẩm để em giới thiệu cho khán giả của em. Em nói khán giả nó rất là nhạy, rất là tinh. Em hiểu không? Em phải ý thức được cái sức ảnh hưởng của mình nhá. Đừng có kiểu vì tiền không mà giới thiệu những cái sản phẩm mà em cảm thấy chả ra gì nhá. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh rất